Hệ thống camera giám sát đang dần mở rộng tại huyện Đất Đỏ. Vai trò hiệu quả của hệ thống này cũng ngày càng rõ nét trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Là huyện nông thôn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Đất Đỏ tương đối ổn định. Tuy nhiên, để chủ động nắm bắt tình hình và phòng ngừa tội phạm, cũng là đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao trong đảm bảo an ninh trật tự và ứng phó kịp thời, hiệu quả với những diễn biến mới. Các cấp, ngành, lực lượng chức năng huyện Đất Đỏ vẫn xây dựng, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Trong số này, mô hình camera giám sát đã và đang khẳng định hiệu quả. Năm 2017, mô hình camera giám sát được Công an huyện chính thức triển khai với số lượng ban đầu là 50 camera, lắp đặt chủ yếu trên tuyến quốc lộ 55, một số khu vực an ninh phức tạp. Đến nay, qua 5 năm, mạng lưới camera giám sát toàn huyện là 2.516. Bên cạnh số camera tiếp tục được Công an bổ sung, còn có không ít camera do các cơ quan đơn vị cá nhân lắp đặt. Trước đây, khi chưa có hệ thống camera giám sát, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của công an áp lực hơn bởi nhân lực mỏng và không thể tuần tra, kiểm soát xuyên suốt. Trong khi địa bàn rộng, dân số tăng cơ học nhanh. Từ khi mô hình camera với an ninh trật tự triển khai, tai mắt lực lượng chức năng có ở mọi nơi, giám sát mọi lúc, phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời. Từ khi cái mô hình camera an ninh được triển khai trên địa bàn thị trấn á, thì đã đem lại rất hiệu quả rất lớn, hỗ trợ rất đắc lực cho lực lượng công an thị trấn trong cái việc mà đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó là quan trọng nhất là giúp cho lực lượng công an điều tra truy vết nhanh các cái vụ việc cướp giật rồi trộm cắp trên địa bàn thị trấn, cũng như là các vụ việc tai nạn giao thông trên địa bàn đều xác định rõ nguyên nhân qua hệ thống camera an ninh. Thực tế cho thấy dữ liệu từ camera giám sát hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng chức năng xử lý những vấn đề, vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Thị trấn Phước Hải là địa bàn giáp danh, cũng là địa bàn thu hút đông lao động nghề biển, khách du lịch, nên an ninh trật tự phức tạp hơn các xã thị trấn ở Đất Đỏ. Trên địa bàn hiện có 33 mắt camera do thị trấn và công an huyện lắp đặt. Các hộ dân và cơ quan doanh nghiệp cũng lắp đặt trên 500 camera giám sát, sẵn sàng cung cấp dữ liệu cho lực lượng công an. Mạng lưới mắt thần khá dày, kết nối liên hoàn mọi địa điểm nên rất thuận tiện, hữu dụng cho công an địa phương thực thi nhiệm vụ. Các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, tội phạm xuất hiện đều được nhận diện sớm. Công an thị trấn Phước Hải đã có trang bị camera an ninh ở hai góc đường, thì gia đình cũng trang bị thêm một số camera an ninh để hỗ trợ cho công an thị trấn nắm lại các tình hình của các đối tượng trong việc tham gia giao thông, tổ chức đua xe cũng như xảy ra các tệ nạn trộm cướp. Những cái vụ việc xảy ra hệ thống camera cũng trích xuất được cũng khoảng 10 vụ trở lên để giúp cơ quan chức năng để tìm được đối tượng và xác định được đối tượng là gây án ở từ địa phương khác đến. Tại xã Láng Dài, công an xã đang quản lý 10 camera giám sát trên các trục giao thông chính của xã và kết nối vào thôn ấp. Công an xã cũng được người dân cung cấp 20 đường truyền từ camera gia đình để hỗ trợ kiểm soát an ninh trật tự. Các chỗ khu dân cư thì công an thì có họp các tổ dân cư vào những ngày cuối của hàng tháng, thì có triển khai đến các tổ trưởng dân cư để tuyên truyền cho bà con là lắp đặt camera an ninh để thứ nhất là để bảo vệ cái gia đình của mình, và sau đó có gắn một cái camera ở đằng trước cổng, gắn thêm lệch ra về cái hướng đường đi để vừa bảo quản cái tài sản của gia đình, đồng thời nếu mà có cái vụ việc gì xảy ra thì sẽ trích xuất được cái camera đó. Những tuyến đường có lắp đặt camera giám sát, tình hình giao thông luôn tốt hơn những khu vực chưa có camera.
Và những năm gần đây, tình trạng thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, tình trạng xả thải bừa bãi nơi công cộng ở đất đỏ mỗi năm càng giảm. Hình chưa gắn camera an ninh á, thì cái tình hình nó cũng hơi phức tạp. Thanh niên rồi tụ tập hút chích, nó cũng tập trung ở trên cái cầu này. Vậy rồi nó bàn kế hoạch để nó đi làm những cái chuyện rồi trộm cắp, nó cũng tập trung lên đây. Rồi cái thứ hai nữa là tình hình là cái vệ sinh môi trường là cũng dục rác thì cái ở trong xóm cái đem ra cái dục theo xác chết những cái thú vật là đem ra dục. Rồi từ ngày mà gắn được cái camera này thì phải nói là giữa cái tình hình an ninh trật tự rồi là cái tình hình về cái môi trường rồi tình hình tội phạm thì nó rất là đỡ, nó giảm đi. Qua mô hình camera với an ninh trật tự, 5 năm trở lại, lực lượng chức năng đã trích xuất được 263 lượt trên 88 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Camera của các hộ dân cũng hỗ trợ trích xuất 8 lượt về một vụ cố ý gây thương tích và một vụ tai nạn giao thông. Xây dựng và nhân rộng mô hình camera với an ninh trật tự đang được công an và các cấp chính quyền huyện Đất Đỏ chú trọng triển khai vì hiệu quả, thông dụng, thuận tiện. Nói chung là cái việc triển khai mô hình camera an ninh rất là hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm. Ngoài ra nó còn giúp cho lực lượng công an là trích xuất hình ảnh, rồi làm cơ sở để tổ chức xác minh điều tra làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Trong năm 2022, trên địa bàn huyện có 40 vụ việc về an ninh trật tự được điều tra làm rõ, thì trong đó có 32 vụ là lực lượng công an huyện đã có sử dụng cái hình ảnh trong cái mô hình camera an ninh để mà phục vụ cho công tác điều tra. Nó hỗ trợ rất tích cực về cái kết quả điều tra trong thời gian qua. Những cái đối tượng mà cướp giật. Hình ảnh trực tiếp từ camera thật sự là tai mắt nối dài của các lực lượng chức năng. Dữ liệu trích xuất từ camera là cơ sở xác đáng, hữu hiệu cho lực lượng chức năng xử lý, kiểm soát an ninh trật tự. Trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh, các camera giám sát an ninh tiếp tục phát huy vai trò hiệu quả ở lĩnh vực giao thông, từng bước nâng cao ý thức người dân và xây dựng huyện Đất Đỏ trở thành đô thị thông minh hiện đại. Cái mô hình này nó mang lại một cái hiệu quả rất là cao. Thì trên tinh thần đó, quyền cũng đã lãnh đạo chỉ đạo rằng là chúng ta trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhân rộng và đầu tư thêm nữa về cơ sở vật chất cũng như con người. Thì hiện tại trong năm 22 này thì qua một thời gian khảo sát thì công an huyện cũng sẽ tiếp tục lắp đặt trong năm 2022 là thêm 132 mắt camera nữa. Đồng thời cũng đã chỉ đạo các cơ quan địa phương tiếp tục là nhân rộng và vận động các nguồn lực để tiếp tục lắp đặt mô hình này. Đây cũng là một cái giải pháp để mà thực hiện vấn đề tiện ích, thông minh để phục vụ cho bà con nhân dân trong thời gian tới. Và nó gắn liền với cái nghị quyết 02 của Ban chấp hành tỉnh ủy về chuyển đổi số cũng như là đô thị thông minh gắn liền với cải cách hành chính. Thì từ cái ngày mà có công an chính quy và có gắn những cái camera an ninh này á, thì cái vấn đề mà về trật tự xã hội á, trật tự an ninh xã hội á, thì nó giảm đi đáng kể, có khoảng là 95%. Để đảm bảo công tác, một là an ninh an toàn về trộm cắp cho gia đình và cho xã hội, thì mình cũng đã đặt hệ thống camera ở đây. Thì những cái mình mà cái tổ cắp người ta thấy khu vực này người ta lắp đặt nhiều, người ta cũng tránh bớt đi cái tội phạm, người ta tránh bớt, có thêm 2 camera, 4 camera của bên thị trấn, an ninh thị trấn này, thì nó giảm bớt là cái tệ nạn xã hội ở cái khu vực ở bên xanh đỏ này, nó giảm bớt nhiều lắm. Thế dân ở đây thì người ta cũng muốn đề nghị địa phương hoặc cấp trên ủng hộ về cái vấn đề về camera, để như thí dụ như ở đây rồi mấy cái ngã ba trong kia để rồi là có cái quản lý cho nó ổn định, để bớt đi cái tội phạm.
tôi thì tôi cũng rất mong là trên tuyến đường quốc lộ 55 này có nhiều camera để quay lại cảnh an ninh, gì để mình có chuyện gì mình xử lý thêm. Nó rất an toàn và nó lắp rất là tiện ích.